Yeah. Ôi mày chỉ biết hút, không chịu đi khám phá. Đứng dậy mà cầm sách bút mà đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền mà đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích, vui lòng mà tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây, tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Muôn mặt của sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo, những thứ ở đây là đáng có. Đói cũng đéo có chết, tài nguyên thiên nhiên đã ban cho. Tụi tao bạc nát đồng phen ở tháp 10. Miết dừng có cái mè, hoa quả sợ cát bưởi. Còn đa dạng hải sản lúc nào cũng phải tươi. Ta nói mày nghe gần trăm cho sư ốc si là phải hỡi. Ốc yên tâm tụi mày đang ăn là nhờ cánh đồng của ngoại tao. Biết công minh miền Tây chất phát, hoa đồng thích ngoại giao. Biết mày qua Long Xuyên chợ nổi, alo cho bạn tao. Biết tên đưa mày đi thịt xa và hỏi muốn chơi cái loại nào. Đi về sông anh với tao mà chơi đi. Tụi tao chèo, tụi tao lái, khoái tụi tao hái, tụi tao quấn cho tụi mày hai. Thấy thì đừng có húp lên là sao đường còn dài. Ok, tao cho mày cưỡi con dê sẽ cánh 1m2. Uống đi, tiệt tao nói mày uống đi. Mày cầm ly rượu mày uống đi. Chơi xa láng sáng giờ sớm cho người ta kết mày uống đi. Rượu Xuân Thạnh mày uống đi. Từ bên Trà Vinh đã uống đi. Anh em ta xịn, anh em ta tới nay luôn mày uống đi. Và tao từng sống coi Sài Gòn như ở đợt. Dạ tụi tao đang bóng nên tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Và tao có thằng bạn đang lĩnh ở Đức Châu Đốc là gangster. Nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino. Thằng anh đang canh bên dưới, người đi vào đi ra đi vô. Nhưng tao nắm hết tỷ số, thích nhâm như chà Gattiso. Khi đêm xuống phố lên đèn, nó nói là đẹp như Tokyo. Nghe radio phát sóng đầu làng, đang tiên dương anh tư địa. Tu chi của thằng đầu đàn, khi nó có tiền anh tư xỉ. Ê mà tụi tao tuyên bố là dân miền Tây chơi đúng nghĩa. Đâu có kề súng trẻ mà kêu tao cai thì còn khuya. Mày còn nhớ câu chuyện giết người mà không cần dùng súng hay dao. Nhang đèn tiếng lóng kèm theo bùi chú là thầy tao. Ông giao tao điên thân não, mấy thằng công biết sống sao. Đứng dậy đi và nên động não để ngày nào đó được giống tao. Anh em miền Tây ta bập bình, bập bình đặt dình và gần gần. Cảnh đẹp nơi đây và tụi nó thấy nên người phương Tây đã chụp hình. Có khi ánh nắng như cực hình, gió lại đang treo trên lục mình. Những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình. Mấy thằng chó tụi mày thì không biết đồng bằng Cửu Long là gì. Mày không biết chợ nổi quê tao là gì. Mày không biết những con người luôn sống với công việc. Tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Mua rồi bán nhà thằng em tao ở sâu trong miệt vườn. Đèn đường không có thì cuộc đời nó vẫn chưa được sáng.